quý vị, mới đây Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 khai mạc tại Hà Nội với chương trình nghị sự gồm nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Trung ương đã bàn đến tiếp tục đổi mới chính sách đất đai. Sáng 4 tháng 5 năm 2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 khai mạc tại Hà Nội. Chương trình nghị sự gồm nhiều nội dung quan trọng, trong đó có tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai. Phát biểu khai mạc hội nghị, về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên vô cùng quý giá và là nguồn sống của nhân dân, nguồn động lực to lớn của đất nước, thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhiều người giàu lên nhờ đất nhưng cũng không ít người nghèo đi vì đất, thậm chí bị đi tù vì đất, mất cả tình nghĩa cha con, anh em, đồng chí cũng chỉ vì đất. Không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian qua có tới hơn 70% số vụ tố cáo, khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai. Nêu thực trạng trên, Tổng Bí thư nhấn mạnh, vì vậy việc tổng kết thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về đất đai lần này là một yêu cầu cần thiết nhằm thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, đảm bảo hài hòa các lợi ích của nhà nước, người dân và các nhà đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới để phấn đấu đến năm 2030, nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 sẽ trở thành đất nước phát triển, thu nhập cao. Tổng Bí thư yêu cầu, khi thảo luận, đánh giá tình hình và nguyên nhân, cần phân tích một cách toàn diện, khách quan, kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 và pháp luật về đất đai. Chỉ rõ nội dung của nghị quyết đã được thể chế hóa như thế nào, những điểm gì thể chế hóa đúng, điểm gì chưa đúng. Những quan điểm, yêu cầu quan trọng nào của nghị quyết chưa được thể chế hóa hoặc chưa được thực hiện một cách nghiêm túc. Tình hình thực hiện trong thực tế như thế nào, những chủ trương, chính sách cần gì bổ sung, sửa đổi và điều chỉnh. Yêu cầu từ Tổng Bí thư còn là cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Tập trung làm rõ vì sao nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Vì sao ở nhiều nơi, việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp, tệ tham nhũng, tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí là gia tăng. Vì sao số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều phức tạp? Và vì sao thị trường bất động sản phát triển thiếu lành mạnh, chưa bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro? Đâu là những nguyên nhân thuộc về quan điểm, chủ trương, chính sách nêu trong nghị quyết và bất cập của luật đất đai năm 2013? Đâu là do các quy định dưới luật còn bất cập, có quá nhiều quy định chồng chéo, mâu thuẫn? Và đâu là do việc tổ chức thực hiện quá yếu kém của các cơ quan quản lý nhà nước, do nhận thức chưa đầy đủ và ý thức chấp hành luật chưa nghiêm? Trên cơ sở đó, đề xuất các chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai, chú ý các vấn đề hiện đang vướng mắc hoặc đang gây bức xúc trong xã hội và những nội dung còn có các ý kiến khác nhau.